Tiếp theo các bạn lần lượt bật hai file trong đặt đèn nội thất lên. Chúng ta hãy cùng nhau đặt đèn trong Photoshop cho phối cảnh này. Các bạn thấy rằng ở phối cảnh chúng ta các đèn thì đã sáng nhưng về độ lóe của nó chúng ta không có. Bây giờ các bạn muốn đặt đèn chúng ta làm như sau. Các bạn chọn ảnh vào phần filter, bộ lọc, render và lamp place. Chúng ta có một vài kiểu đèn. Khi tôi chọn kiểu đèn này và di chỗ chuột vào cái chùm đèn của chúng ta. Ở đây. Chúng ta có thể tăng cái độ sáng này. Các bạn nên tăng độ sáng vừa phải, nếu sáng quá thì không thật. Nếu tôi ok, coi chúng ta đặt xong cái đèn. Các bạn thấy có một cái độ chói lòe ở đây. Cái này thì quá sáng. Đương nhiên với cái đặt đèn thế này chúng ta sẽ không chủ động di chuyển được đèn. Vì vậy các bạn hãy cần chân rét lại. Chúng ta cùng nhau đặt đèn như sau. Các bạn tạo một layer mới. Nhấn D trên bàn phím để chuyển về đen trắng. Nhấn Alt Tab Delete để fill nó màu đen. Sau đó các bạn vào Filter, Render, Lamp Place và đồng ý luôn. Có thể chúng ta giảm độ chói một chút. Ok. Với cách này chúng ta sẽ chủ động đặt các vị trí đèn ở vị trí chúng ta muốn. Nhưng chúng ta phải chọn một cái chế độ hòa trộn ở đây. Chế độ hòa trộn mà chúng ta hay sử dụng ở đây là chế độ này. Chúng ta chọn Screen. Nó sẽ sáng và chúng ta bây giờ chủ động di chuyển đến vị trí đèn được rồi. Đúng không các bạn? Về phần này thì rất tiện. Còn nếu các bạn chắc chắn không cần di chuyển thì chúng ta không cần làm điều này. Còn bây giờ chúng ta chuyển qua tab thứ hai, chúng ta đặt một cái dạng đèn khác. Đó là một dạng đèn như IES trong 3D Max vậy. Chúng ta vào Filter, Render và Lighting Effect. Đầu tiên chúng ta có dạng đèn spot. Các bạn kéo ở đây, tôi đặt ở đây một cái đèn từ trên này xuống, chiếu xuống. Các bạn có thể kéo rộng cái này ra. Có thể di chuyển cả đối tượng này. Ví dụ để thế này. Chúng ta khử vùng đen bên ngoài bằng cách như sau. Các bạn kéo dưới cùng này. Phần ambient này. Kéo cao hết cỡ lên. Tiếp theo chúng ta kéo lên trên. Các bạn có thể chỉnh màu sắc cho nó. Xanh, đỏ, vàng, cường độ, vân vân. Và cường độ ở đây nữa. Chúng ta bấm vào đây. Tăng cường độ lên cho nó. Hotspot, cái vùng sáng chính ở giữa. Cường độ sáng, cường độ bóng láng. Các thông số này đều hiệu chỉnh khá dễ dàng. Vì vậy các bạn cần cường độ bao nhiêu thì chúng ta tăng giảm là xong. Tôi chỉ cần thế này thôi, nó vừa hợp lý được. Nếu đồng ý chúng ta nhấn OK và kết thúc lệnh. Vậy là đèn chúng ta đã có độ chói ở đây rồi. Chúng ta phải cần Ctrl Z để quản lý xem thế nào. Tôi cần Ctrl Z, không có độ chói. Ctrl Z lại, chói lên, trông rất thật phải không các bạn?